Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đưa ra quyết định chia tay với ông Trần Tiến Đại, người giữ vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng thời gian qua. Lý do được phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đưa ra là ông Trần Tiến Đại có những kế hoạch mới cho tương lai nên không thể tiếp tục gắn bó với đội bóng này. Ông Trần Tiến Đại đóng vai trò khá quan trọng ở câu lạc bộ Công an Hà Nội trong mùa giải đội bóng này lên ngôi vô địch ở V-League 2023. Sau đó, ông đảm nhiệm cả vị trí huấn luyện viên tạm quyền khi đội bóng này thay hàng loạt huấn luyện viên trong mùa giải 2023-2024. Ở mùa giải sắp tới 2024-2025, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Paul King, nhưng sẽ có khá nhiều thay đổi về nhân sự cầu thủ. Rất nhiều gương mặt đã ra đi và cũng có nhiều tân binh gia nhập đội bóng. Các cầu thủ mới đáng chú ý có thể kể đến như Alan, Jason Pendang. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ là một trong những đội bóng Việt Nam khởi đầu mùa giải sớm nhất khi tranh tài ở Cúp C1 Đông Nam Á gặp Buriram United từ ngày 22 tháng 8. Olympic Paris 2024 đang bước vào hai ngày thi đấu cuối cùng, mùng 10 và 11 tháng 8. Rất nhiều đoàn thể thao đã không còn đại diện thi đấu trong hai ngày này. Dù vậy, thể thao Đông Nam Á vẫn còn 12 vận động viên tranh tài ở 5 môn. Các vận động viên này đều thuộc những đoàn trong khu vực đã có huy chương là Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Indonesia. Thái Lan là đoàn có nhiều vận động viên nhất với 5 người ở các môn xe đạp, golf, cử tạ và 5 môn phối hợp hiện đại. Trong đó, các nội dung golf và cử tạ được kỳ vọng sẽ mang về thêm huy chương. Đoàn Malaysia cũng mong chờ sở hữu thêm huy chương, thậm chí là huy chương vàng với vận động viên xe đạp Firdaus Sarom. Ngoài ra, Indonesia cũng mong chờ có thể đoạt thêm huy chương từ đô cử Nurul Akman nội dung trên 81kg nữ. Hiện tại, Philippines vẫn đang dẫn đầu trong các đoàn Đông Nam Á ở Olympic năm nay với 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Indonesia có 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Thái Lan có 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Malaysia có 2 huy chương đồng, trong khi Singapore có 1 huy chương đồng. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerard Manin cho biết Olympic Paris đang đi đến giai đoạn cuối và công tác đảm bảo an ninh vẫn được tập trung cao độ. Dù vẫn chưa phát hiện bất cứ nguy cơ khủng bố nào nhắm vào đại hội năm nay, Bộ Nội vụ vẫn cảnh giác trước các mối đe dọa khác nhau như tấn công trên mạng, phá hoại, phạm pháp và khủng bố. Pháp hiện vẫn duy trì tổng cộng mỗi ngày 30.000 cảnh sát và hiến binh tại các địa điểm thi đấu diễn ra trên toàn quốc. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerard Manin nhấn mạnh, sẽ đặc biệt tăng cường an ninh cho lễ bế mạc Olympic diễn ra vào Chủ nhật ngày 11 tháng 8 tại sân vận động Stade de France nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Chúng tôi đặc biệt tập trung sau những gì mới diễn ra tại Áo. Với lễ bế mạc Olympic, chúng tôi sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh tại Paris và các vùng lân cận, trong đó sẽ cắt cử riêng 2.000 nhân viên an ninh có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho sân Stade de France và hỗ trợ khán giả trở về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng. Ông Gerard Manin bày tỏ sự lo ngại trước tâm lý bài do thái dâng cao tại Pháp do xung đột leo thang tại Trung Đông. Số liệu thống kê cho thấy tại Pháp, 60% hành vi chống tôn giáo là bài do thái. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, Pháp ghi nhận 366 hành vi bài do thái, tương đương 4 hành vi bài do thái mỗi ngày, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2023. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, ngôi sao người Brazil Neymar đã thông báo về sự ra đời của đứa con thứ 3 với người mẫu Amanda Kimberly, chưa đầy 9 tháng sau khi đứa con thứ 2 của anh chào đời. Tiền đạo của Al Hilal đã tiết lộ trên Instagram rằng anh là người cha đáng tự hào của hai cô con gái. Cô con gái mới nhất trong số đó đã chào đời vào ngày 3 tháng 7 khi Neymar chia sẻ hình ảnh của em bé có tên Helena trên trang cá nhân. Cựu tiền đạo của Barca đã đến bệnh viện cùng cậu con trai 12 tuổi, David Luca, người con mà anh đã có với người bạn gái cũ là Carolina Dantas. Ngoài ra, Neymar cũng đã có một bé gái tên là Mavi với người mẫu Bruna Biancardi vào tháng 10 năm 2023. Không chỉ gây bất ngờ với quãng thời gian 9 tháng đón hai cô con gái, Neymar mới đây lại dính vào một vụ bê bối khác. Theo nguồn tin từ Daily Mail, cầu thủ này đã buộc phải xét nghiệm DNA. Vấn đề ở đây là ngôi sao Al Hilal bị tố là cha của một bé gái 10 tuổi người Hungary. Kết quả có thể được công bố trong vài ngày tới. Cô bé Jasmine Zou được cho là kết quả của mối quan hệ giữa Neymar với người mẫu Hungary, Grabiela Gaspar. Bản thân Grabiela đảm bảo rằng mình có mối quan hệ với ngôi sao này và thậm chí còn nói rõ mình có con với Neymar ở Bolivia sau một trận đấu của đội tuyển Brazil. Con gái tôi hoàn toàn giống Neymar, nó có rất nhiều nét giống Rafaela, em gái của anh ấy. Grabiela nói trong một cuộc phỏng vấn.
Như vậy, nếu được xác nhận, Neymar sẽ trở thành ông bố của 4 đứa con. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.